Ở cô không có ai thật ở đây. Cái gì vậy? Chú thầy ơi, chú thầy. Ủa, ba với cô có chuyện gì hả? Bây giờ anh còn hỏi nữa hả? Anh định giải điên á hả? Mà là chuyện gì? Hồi nãy anh sờ mông con á chú. Trời đất ơi. Nè, con nói cái gì vậy? Tôi sờ mông con hồi nào? Bị điên rồi hả? Ba, con đâu có biết gì đâu, con đâu có sờ mông cổ đâu. Cái thằng mày biến thái vừa vừa thôi. Bây giờ anh nhìn tôi vậy? Anh đúng là đồ đẻo mà. Nè, cô đừng có vu khống người nhà tôi sờ mông cô nào. Mày không sờ thì ai vô đây sờ? Nói. Hả? Cô đâu có biết đâu ba, sao tự nhiên cái chuyện này xảy ra ai biết đâu. Trời ơi, tao nhục chứ mày quá. Ui, tao nhục cái mày. Ba, mày chạy hả? Đánh ra coi. Ba, cô đâu có đâu. Trời ơi trời, thằng này bây giờ nó lỏng quá rồi. Biến thái, đồ biến thái nè. Anh thèm sợ cái đó lắm hả? Anh đã nói anh không có làm anh bị quan mà. Quan cái con khỉ mày, cái thằng biến thái. Mày tưởng mày chối bay bãi là người ta bỏ qua chuyện này hả? Ba ơi, con không có làm chuyện đó thiệt mà. Con bị quan á. Quan nè. Mày nói thiệt hả? Mày nói thiệt tại sao con Thi nó nói vậy? Trời ơi, con cũng đâu có biết đâu. Con cũng đang biết tại sao cô ta lại nói như vậy luôn á. Anh hay quá ha. Anh còn ngụy biện nữa. Không lẽ là người ta dựng chuyện cho anh hả? Trời ơi, anh đã nói anh bị quan mà. Từ đó giờ anh có bao giờ lừa dối hay là đi lăng nhăng bậy bạ đâu. Ba ơi, con bị quan thiệt á ba. Từ trước tới giờ con vẫn luôn là một người chồng, một người cha mẫu mực mà. Không biết xấu hổ mà còn lớn tiếng nữa hả? Mày không được cãi nha. Cái lúc đó tao còn nghe cái mùi bia rượu nữa mà. Con thề luôn á. Con chỉ uống đúng một ly rượu thôi. Lúc đó con còn rất là tỉnh táo luôn á. Con không biết tại sao cô ta lại nói con vậy nữa. Con không có làm thiệt mà. Chú ơi, con tắt đèn nha chú. Thôi khỏi, để đi, lát chú tắt cho. Dạ. Tâm ý à? Dạ. Có phải con cũng nghĩ chú làm chuyện đó đúng không? Thật sự chú bị oan á. Dạ, dạ không, con tin chú mà. Thiệt hả? Cảm ơn con. Bây giờ chú giống như lạc lõng giữa dòng đời, chỉ còn mình con là tin tưởng chú thôi. Ủa, có chuyện gì vậy chị? Chắc chị phải khóa cửa lại mới được. Sao tự nhiên chị khóa cửa anh chi? Để về cho an toàn. Hai cho anh ngồi đây. Thôi mà. Tâm ý. Dạ. Đem cái chén này cất vô cho cô. Dạ. Em cất vô cho cô. Ai cho anh vô phòng hả? Em ra ngoài với anh đi. Anh đã có bằng chứng chứng minh anh không. Anh vô tội. Em ra ngoài với anh đi. Được. Chứng minh cái gì chứ? Em coi đi. Đây là cái đoạn clip mà được ghi lại trong phòng anh hôm đó nè. Để anh mở cho hai người coi. Nè, bây giờ ba với em coi đi.
Coi coi nha, bữa đó con có sàm sỡ cô Thi đó hay không? Im lặng đi, ồn ào quá. Đó, này này, thấy chưa, thấy chưa? Anh đang ngủ rõ ràng luôn, đúng không? Em đã kêu là im lặng đi mà. Ủa, sao kỳ vậy? Bị gì rồi? Con thấy cái gì đâu. Ủa, sao kỳ vậy ta? Rõ ràng là lúc anh coi lại nó vẫn còn bình thường mà. Tao thấy cái mặt mày gian lắm. Cái này mày tự ý mày xóa phải không? Con đâu có xóa đâu ba. Nếu con cố tình con xóa, con đem cái clip này về đây cho ba coi làm chi? Chuyện đó thì chỉ có trời mới biết ha. Trời ơi, anh tức quá, anh không có làm thiệt mà. Anh biết chắc luôn á, chuyện này là có người muốn hại con Minh, bày cái trò này nè. Ai mà hại anh? Rượu nó hại anh chứ ai hại anh hả? Trời ơi, tức quá thì tức luôn á. Không biết ai đã cố tình làm ô uế đi cái sự trong trắng của con nè. Con không có làm thiệt luôn mà. Mày có thôi đi không? Mày không làm thì ai làm? Sao con biết được? Ui da. Con phát điên lên nè, trời ơi. Bộ con nghĩ là chú làm chuyện đó thiệt hả con? Rõ ràng luôn chứ còn gì nữa. Nhưng mà con nghĩ, mặc dù chú không đưa ra được bằng chứng là chú vô tội, nhưng ngoài lời của cô Thi ra thì mình cũng đâu có chứng cứ nào để buộc tội chú đâu con. Nhưng mà cô tin đó là sự thật. Cô chắc chắn hả con? Chắc chắn. Mà sao cô lại tin chắc đến vậy hả? Là linh cảm. Linh cảm của một người vợ luôn luôn là đúng. Người ta kêu là giác quan thứ 6 đó con. Mẹ tin. Cái thằng kia, bây giờ mày vẫn khăng khăng là mày vô tội đúng không? Trời ơi, con đã nói với bà cả trăm lần rồi, con bị oan thiệt mà. Oan hả? Oan thì lấy nó ra. Ba, cái đó là cái gì vậy? Đây là cái máy phát hiện nói dối ba mới mượn về đó. Ba đem cái máy này về làm gì? Thì để thử coi nó có nói dối hay không. Ba, con thấy cái máy này nhìn giống đồ chơi quá, đáng tin không vậy ba? Thì bây giờ thử đi. Thôi được, để chứng minh sự xong sạch của con sẽ thử cái máy này. Nếu như con không có nói dối, từ đây về sau ba không được chỉ trích con nữa. Ba đồng ý, nhưng ba cho con một cơ hội cuối cùng phải nói ra sự thật. Bởi vì chỉ cần con nói dối thôi, con sẽ bị điện giật. Được thôi, muốn thử thì con thử. Còn em thì sao? Anh cứ thử đi. Được, bây giờ con phải làm sao? Cho tay vô. Bấm nút on. Bây giờ bấm nút on đúng không? Bấm. Nhìn vào ba. Ngọc con có sờ mông bé Thi không? Chắc chắn là con không có sờ mông cô Thi. Đó, ba thấy chưa? Có giật đâu. Nó giật rồi, nó nói dối, nó nói dối. Đồ nói dối, đồ biến thái. Từ từ, bình tĩnh lại, bình tĩnh nha. Cái máy này chắc chắn có vấn đề, nó bị hư à. Hư là mày hư, là mày là cái thằng hư đốt đó. Ba cho con thử một lần nữa đi, con không có làm thiệt mà. Sao gì kỳ vậy? Lần nữa nha. Lần nữa. Mày bật on nha. Ngọc con có sờ mông bé Thi không? Không hề sờ. Nguyễn Minh Ngọc, tôi xin thề, tôi không có sợ bóng của cô Thi. Trời ơi, đúng, nó sợ bóng thằng thư đốt mà. Trời ơi, Nguyễn Minh Ngọc, ba lần rồi nha. Tôi nói cho anh biết, bây giờ mà anh lại gần tôi, là tôi đá mày ra. Ủa, tới rồi hả? Con ngồi đi. Con uống gì không? Dạ con cảm ơn chú, mà con không uống. Chú gọi con tới đây có chuyện gì không chú? Thật sự á, chú không còn mặt mũi nào để mà nhìn con nữa. Không phải là con có ý định là kiện thằng Ngọc đó chứ? Dạ con vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó. Thi à, chú xin con là đừng làm lớn cái chuyện này lên con. Bởi vì thằng Ngọc vốn dĩ nó không phải là người như vậy, mà con cũng thừa biết mà. Con biết, nhưng mà... Thôi thì bây giờ để coi
con coi như là đó là cái vô tình nó phạm phải cái lỗi lầm đi. Bỏ qua cho nó ha con. Đây, cái này là gửi con. Cái này là cái gì vậy chú? Thì coi như là cái chi phí để con đi nghỉ phép. Chi phí nghỉ phép? Ừ. Tại vì nếu mình có cái này thì mình đi nghỉ phép khoảng chừng 15 ngày cho nó thoải mái tinh thần. Sau đó mình về mình làm việc tiếp hả con? Dạ con cảm ơn chú. Bây giờ con sẽ vừa đi nghỉ phép và con vừa suy nghĩ về chuyện đó. Vậy đi. Bây giờ tao nhìn cái mặt mày tao không ưa. Tao muốn bóp cổ mày quá hả? Bà ơi, con bị oan thiệt mà ba. Tao gì không còn mặt mũi nào nhìn người ta, hiểu không? Tránh xa tôi ra. Tránh xa tôi ra. Đồ biến thái. Ba đi đâu về vậy? Thì đi thương lượng người ta cho nó êm chuyện chứ sao. Ba đi thương lượng để làm gì? Để cho anh nếm thử cơm tù một lần đi cho biết. Tôi bị quan thiệt mà sẽ không ai tin tôi vậy. Trời ơi là trời. Thưa ngài, con đã trót sờ mông của thư ký của công ty con. Nhưng trong tình cảnh đó, con đã mất kiểm soát vì rượu. Chỉ có điều con một mực khăng khăng là vô tội. Tại vì con sợ, đã rất sợ hãi. Trước giờ mọi người luôn nói con lúc nào cũng gây sự, nên con biết sẽ không ai tin con. Đó là hành vi mất kiểm soát. Vậy nên con mới phải nói dối là con không hề làm. Nhưng lương tâm của con bị cắn rứt, con cảm thấy đau khổ tột cùng. Ngài ơi, con phải làm thế nào mới phải đây? Con phải làm sao đây? Làm phó giám đốc làm ăn cái kiểu gì vậy con? Hả? Biết vậy ba kêu mấy thằng khờ nó vô đây, nó còn nó làm phó giám đốc, ba đỡ tức khờ. Ba ơi, không phải vậy đâu ba. Thôi đi ra ngoài giùm tôi cái. Ba, nhưng mà không có nhân gì hết, trời ơi khổ quá mà tôi nói ra ngoài. Bây giờ ba bình tĩnh, ba nghe con nói đi, sự gì không phải... bình tĩnh, con ra ngoài thì ba mới bình tĩnh được, hiểu chưa? Ba nghe con nói đi, một lần đi. Đi ra ngoài. Dạ. Liệu xin lỗi nè, ông làm cái gì vậy hả? Ông làm vậy với con rể là hơi quá đáng đó. Bà ngạc nhiên lắm hả? Ừ, lần đầu tôi mới thấy ông giận dữ như vậy, đúng là có bất ngờ thật. Chứ cái thằng này nó cứ chọc tức tôi hoài. Ông bà xưa có câu dâu là con, rể là khách, vì vậy dù có giận dữ cách mấy ông cũng nên đối xử với con rể tốt một chút. Để tôi ráng thử coi sao. Chứ cái thằng này nó có cái năng khiếu này, nó chọc điên tôi. Nhưng mà ngày mai sinh nhật, sinh nhật thì phải ăn ở nhà chứ. Nè, em nói cái gì? Bận gì thì bận, không lẽ bận tới lỗi không có thời gian ăn cơm hả? Nè, chị nói rồi đấy nha, em lo sắp xếp công việc đi đó. Thằng thiệt tình luôn. Cô ơi, bộ ngày mai là sinh nhật chú Sĩ hả cô? Ừ, nè, chắc là mình sẽ đãi tiệc ở nhà đó. Thưa cô. Ủa, là con hả? Ba con kêu con tới chở cô về. Thôi, để cô đón taxi về được rồi. Đâu có được, ba nói là nhất định là phải đưa cô về mới được. Cô lên xe đi. Lúc nãy con buồn ba con lắm đúng không? Cô thấy không phải cũng quá đáng thiệt đó. Dạ, không phải vậy đâu cô. Chắc tại ba con do công việc căng thẳng quá cho nên mới vậy thôi. Chứ bình thường ba con không có giống vậy đâu. Ba còn tốt phước thiệt đó. Sao vậy con? Có được một chàng rể quý như con chứ sao? Con nói quá à, con đâu được vậy đâu. Trưởng khoa kiếm không kìa? Có bộ cặn lắm đó. Ồ, vậy hả?
Rồi tôi thấy đâu phải lỗi do ông đâu. Tại gia đình họ khó quá thôi, không sao đâu. Tôi biết rồi. Nè, rượu trái cây này ngon lắm, cô uống thử xem. Dạ, cảm ơn cô. Chà, công nhận rượu trái cây này ngon thiệt mẹ vợ ha. Con vừa gọi cô là gì vậy? Dạ thì con gọi cô bằng mẹ. Bộ mẹ không thích vậy hả? À, không phải là không thích, chỉ là như vậy có được không? Dạ có gì đâu không được. Thì trước sau gì mình cũng là người một nhà, con gọi bằng mẹ vợ giờ cho nó quen là vừa. À vậy á, vậy cô phải gọi con là gì vậy? Thì dễ có gì đâu, thì mẹ gọi con lại bằng con rể. Con rể à? Dạ, mẹ gọi thử đi. Chị không sao chứ, con rể. Dạ, con nghe nè mẹ. Nghe sướng đâu mẹ ha. Giờ mẹ cũng tới giờ ăn rồi, hay mình ra ngoài ăn nha mẹ. Đang đi ăn trưa với con rể nè. Con rể? Là đứa nào? Ôi trời, cái ông này làm như có nhiều con rể lắm vậy. Là thằng Ngọc á hả? Trời ơi, bà nghĩ sao mà đi ăn trưa với cái thằng đó? Sao lại kêu Ngọc là cái thằng này làm kia vậy hả ông? Người ngoài mà nghe được sẽ cười ông đó. Ừ thì tại vì trước vợ vẫn kêu nó vậy mà. Thôi thôi, từ nay về sau á, đừng kêu con rể của mình là thằng này thằng kia nữa, nghe chưa? Con rể mà nghe được sẽ buồn ông đó. Ừ, tôi biết rồi. Tuy là tôi chưa tiếp xúc nhiều với con rể, nhưng mà tôi thấy con rể của mình á, tính cách cũng được lắm đó. Vừa hiền lành, dễ thương nè, và lại dễ phép nữa. Nói chung là tôi càng nhìn càng thấy hài lòng đó. Từ bề ngoài cho đến tính cách đó ông bà. Sao rồi, cậu đã kêu món chưa? Ở đây thằng bồ ngon lắm đó. Mẹ ơi, ở những chỗ khác á, mỗi phần là 250 gram, còn ở đây á, mỗi phần là 500 gram. Như vậy có mắc hơn không? À, cái này là dành cho hai người ăn thôi mà con. Nhưng mà ở những chỗ khác á, mỗi phần 250 gram có giá là 300 ngàn, còn ở đây á, 500 gram có giá là 550 ngàn. Như vậy tính ra mỗi gram là có giá cũng bao nhiêu? Sơ sơ thì là cũng giống nhau thôi mà. Trời ơi, sao tính sơ sơ được mẹ? Dù gì con cũng là dân kinh doanh, business hết mà, con phải tính cẩn thận mới được. Vậy là một phần cho hai người ăn đúng không ạ? Em đợi anh chút đi, nha nha. Nhất định mình phải làm sáng tỏ cái vụ này mới được. Cho anh mượn giấy đi. Bây giờ đầu tiên là 250 gram nè, mình chia cho 300 ngàn nè, bằng một số gọi là ít nè. Rồi khoan mẹ, từ từ mẹ. Rồi 500 gram nè, 500 gram chia cho 500. Thôi con à, để về nhà lấy máy tính rồi mình tính. Bây giờ mẹ chờ lâu đói bụng quá à. Mẹ ráng chờ con một chút xíu nữa thôi, phải làm sáng tỏ vụ việc này thì con mẹ ăn mới ngon được. Đợi con chút. Bằng bao nhiêu ta? 500. Khó tính quá vậy ta. Ba, à, cái thằng đó, à, xin lỗi, à, ba đi ăn với con rể, ba thấy như sao? À, dạ, cũng vui ạ. Chỉ có điều là lâu lâu á, cậu ấy cũng khiến cho người ta hơi khó chịu một chút. À, chỉ có hơi khó chịu à? Ừ, chờ đi, rồi sẽ đến lúc á, nó sẽ làm bà cảm thấy bà sẽ không bao giờ bà chịu nổi. À, chắc không đến nổi vậy chứ. Tôi thấy cậu ấy chuyện gì cũng tốt hết. Chỉ có điều là hơi cứng nhắc một chút. À, cứ chờ đi. Ủa, mẹ mới tới hả mẹ? Ờ. Mẹ, một chút trước khi về á, mẹ nhớ ghé vào phòng của con nha. Chà. Công nhận hôm nay cô Thi đi làm có kẹp áo đẹp dễ sợ ha. Kiểu này đang là mốt đó nha. Nè, con gà. Dạ, cái kẹp áo đẹp lắm luôn á. À, em mua ở đâu vậy? Cho anh cái địa chỉ đi, con mua một cái tặng mẹ nha.
Cái này không phải là kẹp áo đâu. Cái này là băng tang của em. Hèn chi con thấy quen quen. Chào cả nhà. Xin chào. Dạ, con chào bà mới tới. Chào con. Dạ. Hình như là bà đến là sớm phải không? Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Nè. Dạ. Có cần bà phụ gì không? Dạ không đâu bà, con làm xong hết rồi, giờ chỉ cần dọn lên thôi à. Dạ. Cô qua đâu rồi con? Dạ, cô Hai tới bệnh viện đó chú sĩ rồi bà. Ờ, vậy à? Dạ. Toilet trên lầu á, có ai dùng không? Dạ không bà. Dạ, con xin phép bà con vô trước nha. Ủa mẹ. Mẹ mới tới hả? Ừ. Mẹ định đi đâu vậy? Lên trên lầu rửa tay một chút. Rửa tay? Ủa sao toilet dưới đây này mẹ không rửa? Thật. À con biết rồi, mẹ định làm chuyện trọng đại hả? Đã nói là mẹ đi rửa tay mà. Thì rửa tay toilet dưới này rửa cũng được vậy. Làm chuyện trọng đại là điều tự nhiên thôi mà. Mẹ cứ đi thoải mái đi, không có gì phải ngại hết á. Ông Tài, ông Tài, con rể của ông đúng là thiệt thà đó. Chuyện như vậy mà cũng nói ra được à. Chúc mẹ đi sảng khoái nha. Mẹ ơi. Hả? Mẹ có nghe bài hát này không? Rất hợp với dáng mẹ. Bây giờ mẹ nhảy với con nha. Bài này hợp với mẹ lắm. Mẹ, ra đây đi mẹ. Mẹ ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau thì bước ta vời vời. Ôi trời, người thì thấy gì cũng tốt thiệt, nhưng mà cái gì cũng làm vừa phải phải thôi chứ. Lố quá ai mà chịu nổi. Không, là đi. Quay mẹ, quay mẹ. Ừ đúng rồi. Thế từ sau năm sống và yêu nhau. Chúc cô ba sinh nhật vui vẻ nha. Mày coi mau mau lấy vợ đi để có người chăm sóc nữa chứ. Ở vậy mình mày buồn chết luôn á. Với lại coi anh em mình tác hợp cho ba với cô Liễu kết hôn sớm sớm đi. Thôi xin mời mọi người. Dạ xin mời. Dạ, mọi người cùng nước đi nha. Một, hai, ba. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Dạ cảm ơn mọi người. Ồ, này ông tạ quá. Con cứ có một ly nữa cậu ba. Đây nữa. Làm gì sung dữ vậy? Nay sinh nhật cậu ba mà. Mà chị cho. Vô vô vô. Anh em mình vô, anh em mình vô. Vô cái là vô. Vô. Ba uống đi. Ba gấp vào mồi cho bạn. Vô. Vô ba ơi. Vô ba. Đợi con, đợi con. Ra mà bỏ vòng con được. Này uống hơi dữ đó con. Dạ ngày vui rồi ba. Dạ ba. Dạ ông ơi, mẹ vợ. Cái gì vậy? Uống hoài vậy? Anh xỉn rồi kìa kìa. Vui mà. Vui cái con khỉ á. Còn xỉn nữa. Ủa nó đâu rồi ta? Rất là xỉn, quắt một câu lên phòng ngủ rồi. Anh đi chai sáng đâu yếu xìu luôn, uống chút xíu rồi xỉn rồi. Trời, cái ông này. Tâm ý, tâm ý. Dạ. Đây đây cô Biểu. Con chạy lên coi chú sĩ coi có sao không, có khi nào nó xỉn trên lầu không á. Dạ. Vô. Em đã nói là không uống mà. Thì vũ không? Uống. Ngon bay. Vô nè, hai vợ chồng mình quốc luôn nè. Trời ơi luôn nè. Rồi cái tù này là của hai vợ chồng nó luôn rồi đó. Úi trời. Vô luôn hai vợ chồng ba luôn. Ủa trời. Rồi thách đấu thì tôi chơi. Mẹ vợ quốc. Mẹ. Bây giờ mẹ hãy nhận ở đây con một lại này. Cái gì vậy? Con lộn. Một ly. Mẹ uống vậy mà. Thôi, cô không có uống được nữa đâu. Uống chút xíu thôi mà, có gì đâu. Dạ. Không có mời nữa, sai lắm rồi không uống. Không, ba hôm nay ngày vui cứ để cho mẹ vợ uống đi. Mẹ vợ cứ uống bao nhiêu còn bấy nhiêu còn uống hết cho rồi, mẹ vợ. Nghe đây. Mẹ vợ uống đi. Thôi, để lần khác mình uống nha. Bây giờ cô không uống được nữa đâu. Con nói với mẹ, mẹ phải uống với con ly này là ly tình ly nghĩa. Mẹ uống hết ly này đi. Rồi con cho mẹ về.
trễ lắm rồi, con phải về còn để được sớm mà mẹ. Ông à, tôi về nha. Mẹ uống, mẹ lại dạ. Mẹ lại uống với con mà đi gì vậy? Uống với con một ly đi rồi về. Ôi tôi phải về đi mà. Mẹ. Ủa sao mẹ mặc quần đùi quá đây nhậu vậy? Cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Hả? Cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Ôi trời. Xin lỗi, xin lỗi. Mẹ vợ qua đây mà buồn người nhậu. Biến này. Trời đất ơi. Xin lỗi, xin lỗi mà. Tôi mẫu xin lỗi hơn. Mà. Mẫu hơn Liễu. Ở lại uống với con một ly cuối cùng. Trời ơi. Mày lo giải cho mày đi. Liễu. Mẫu không về rồi. Mẫu cái tô khỉ khô nè. Em ngồi ẩu ra nè. Nhậu cái tô khỉ. Ai làm sao? Tôi về rồi nè. Ồ về hả? Ờ à, mà nè. Hồi nãy cái thằng đó đó. À thằng con rể. Thôi đi thôi đi. Làm ơn ông đừng có nói đến nó nữa. Đừng có nhắc nó nữa. Tôi không muốn nói đến nó nữa đâu. Từ đây ở đâu có nó là sẽ không có tôi. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi. Anh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.